À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tội lực Warhammer 2. Mình là Totan Hoa Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái cuộc chiến của linh hồn biệt cả với bà béo này. Ở tập trước thì cái thằng này mình bắt đầu cái retour thứ hai, đó là nó bắt đầu tiến đến đây rồi. Thì bây giờ mình sẽ quánh nó thôi. Nhưng mà khả năng xem nào, nó chuẩn bị vào đánh thành của mình à? Thành đây, ngon thì vào đây mà đánh. Misguided. Chơi luôn. Bây giờ sắp sang cái retour tiếp theo rồi, anh 12.000 à? Nhanh lắm. Khi mà mình đã chiếm được một loạt thành như này. Thế nhiên, ok, lọ vọ trong đất nhà mình này. Where to? The crew are restless. Tuyển được quân gì chưa nhỉ? Thêm được mấy thằng này nữa, cứ tuyển đi. Đại khái bây giờ kinh tế của mình cũng khá rồi, không sợ lắm. Rồi. Cái gì nhỉ, tuyển thêm một anh em, bảo tuyển một cái thằng hero để cho nó đi bắt mấy cái tăng giáp và phòng thủ à. Nó đi đào mỏ. Nhưng mà nó làm gì có cái gì để mà đào mỏ đâu nhỉ? Nó làm gì có chỗ nào để ấn nút đào mỏ đâu nhỉ? Không biết thằng nào đào mỏ được nhỉ? Hay là thằng... thằng kỵ sĩ Pretonia nó đào mỏ được không nhỉ? Nó chạy ra đây à? Truy sát nó cho anh. Mày dám chạy à? Mày dám chạy à? Mấy gặp phải mấy con cua vào ốc của anh này. Ăn. Làm nào tuyển được cái thằng này mà lính tím nhỉ? Đấy, nó bắn trâu quá. Chưa thấy có thông báo tuyển. Bọn hero thì nó không lên được rank nhưng mà nó cũng mạnh. Ai chả. Mấy thằng... sao mình lại đứng ở tận bên này? Chúng nó đứng ở đây mà. Sợ mẹ thì chúng nó nhỉ, nó toàn lính trừ khi thằng đến đáp tướng nó có phép lửa thì, nhưng mà nó không có pháp sư, không có pháp sư thì có cái gì mà phải sợ.
giời, cua vào ốc. Cái thằng hero nó cũng cưới được con cua vào ốc nhưng mà vẻ như con cua nó nhỏ nhỉ. Vị sĩ Pretonia chạy lên phát sang. Đánh nhau từ bờ biển. Nó không chịu lên à? À, nó có khẩu pháo này gì? Pháo của mình bị vướng. Mày thích chết à? Pháo của mình bắn xa lắm. Úi dồi ôi. Nó có mấy khẩu pháo? Úi dồi ôi. Bọn này bị bắn cái này chết nhiều, mất tinh thần à? Đã lộ. À nó cháy gây lan. Bọn này chết luôn. Cậu này nó lộ được rồi. Không lên thì chết bây giờ. Lên thôi. Lã khẩu pháo thôi. Cứ lã khẩu pháo, sập chết khẩu pháo là được rồi. Đám còn lại để anh. Rồi, tiếp đến là bọn cung thủ. Ui, lã một phát chết gần hết đám cung này luôn à? Lost them sea world. Đây này, chỗ này nó đang tập trung đông này. Ăn vào luôn này. Ôi ôi, thấm thế. Bắn vào đây, bắn vào đây. Đây, 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 đây. Rồi ôi. Nó lổ gây cháy, gây la, cháy lan. À mày à, cho mấy con bay bay để dọa anh à? Mấy con bay bay để dọa anh à? Ôi giời ơi, mấy con bay bay bắn thằng Pretonia này của mình nhá. Bắn lên sang năm, chả chết. Rồi rút về em ơi. Pháo nó lổ cho bọn bộ binh của nó gần nát hết rồi đó. Quá rồi. We will have vengeance. Tiếc rằng chỗ này mình lại không có nhiều đơn vị à. Tập xạ. À. Bắn vào đây. Đội cung của nó đến rồi kìa. Cung của nó hình như có cả đam magic thì phải. Đam rời ra cũng đập. Vào đây. Vào đây. Rồi ôi. Chưa thấm vào đâu. Nó ra tiện hồi máu đi đã. Tăng phòng thủ vật lý. Tăng reload. Ui, con này chưa chạy đến chết sạch rồi.
Queen Bat bắn vào đây tiếp nào. Ui, ui. À mấy con cua vỏ ốc này cũng bắn được tên này. Con bị béo rồi. Đứng ra đây. Hai kỹ sĩ quê tôi nha, một mình đứng ở đây nó cân cả đám này. Người lại để xem thằng kỵ sĩ này trâu lắm, lúc nào mình tấn công ấy. À khẩu pháo gần hết đạn rồi, vừa hết đạn thì bọn này nó cũng gần dẹo. Bắn lốt mấy con bay bay này đi. Úi xùi. Cua vỏ ốc đâu, lên ăn hàng, ăn hàng luôn, ăn rồng của nó kìa. Ăn hàng anh em, ăn hàng, ăn hàng. Dồi ôi, ăn hàng luôn. Đánh không thấm gì luôn. Đùa với anh à. Ôi thằng kỵ sĩ Pretonia này nó đứng yên ở đây luôn này. Đồ cua vỏ của mình đâu. Béo đâu nhỉ? À béo vẫn đang đây à. Béo mà chưa thèm gọi đội Pretonia lên. Mày thế nào? Mấy con vua của anh nó đánh cho mày te tua luôn. Lên, hồi máu. Hai cái thằng bắn súng này gớm này. Úi dồi. Khẩu pháo này nó bắn thấm đòn thật. Chết chùm luôn. Một phát bắn của nó chắc chết đấy. Xem nào. 359 thằng chết. Thằng kỵ sĩ Pretonia cái nó khỏe thật đấy. Một mình nó đứng mà có thằng nào ăn được nó đâu. Trâu nhất vẫn là khẩu pháo, nhưng mà pháo chắc chỉ cần một khẩu này thôi. Nhiều khẩu mình lại phải mất nhiều quân, mình lại phải chia quân ra bảo vệ nhiều. Mấy thanh niên hồn ma trận này chỉ là làm tường Mogul. Con mụ này thiên về hồn ma Mogul. Và cua vỏ ốc nữa. Cái khẩu pháo của bọn này nó bắn nó lại nổ, mà tầm bắn nó lại xa hơn rất nhiều cái khẩu heo canon của
của bọn 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 Noska. Noska thì đạm đam của nó rất là to nhưng mà nó lại chỉ tầm bắn hơi ngắn, mà chính xác thì nó cũng chính xác cũng cao ấy, nhưng mà không bằng bọn này. Đạn của bọn này cũng... Ôi con mụ này nó cười nghe sợ thật. Được tí tiền này. Ôi giời ơi, chúng ta hoàn thành ở mức thứ hai rồi. Vâng, second is now yours to come on. Second. Its strength coupled with the first will strike a mighty blow. Yet to summon the merworm, a third must be first. Ôi, còn cái thứ ba nữa thì chết. Đâu, thằng hero này. Thằng hero này làm gì có cái gì ở đây? À ừ đúng rồi. Thằng hero này nó cũng có thể đào vàng, đào vàng được. Đâu để xem cái ritual thứ hai nó ở chỗ nào. Đây. Đây à? Phía sau cái dãy núi này. Phía sau dãy núi. Xuống đây đi. Đi đào vàng đi em. Rồi, bây giờ sẽ quay lên đây. Thằng ó kia thích lằng nhằng à? Đây, hỗ trợ cho bọn Levi và tăng 10 vào phòng thủ vật lý và kháng sát thương vật lý và phòng thủ cho bọn cua vỏ ốc à? Úi giời ơi. Cộng 15 phòng thủ vật lý rồi. 10 cộng với hỗ trợ của tướng là 15. Và đây á, thanh niên ọc này á. Admiral of the fleet. I have arrived. Anh đây cũng. Landfolk are weak. The galleon awaits. Lên cái này để có cái đội này à? Với cả tuyển được con này. Con này là để chuyên gọi cua và ốc lên này. Nó bắt súng à? Chả biết được kiểu gì nhưng mà cứ tuyển được thì tuyển đã. Thêm mấy thằng hero là thêm được mấy thằng đi đào mỏ. Tội gì đúng không? Cái gì kia? Bọn Joy Confession à? Hả? Thằng thích đánh nhau à? Thịt mấy con orc này á, để xem có tuyển được quân gì mạnh mạnh hơn không. Còn lại cứ cho mấy thằng cứ có được khẩu Queen Bat là được. Bất kể một quân đoàn nào cứ một khẩu Queen Bat này là ăn. Nó giúp hầm mình à? Không cho nó giúp. Đánh phát xem nào. Làm gì mà sợ nó thế nhỉ? Mình có mấy thằng bắn súng à? Cho mấy thằng béo khổng lồ đứng trước làm hàng rào. Nó đến gần phát là nổ. Ôi bọn này đứng sát với nhau thì không ăn thua. Đúng tầm này. Chúng nó nào nổ thằng đấy luôn. Bọn này là bọn kiểu như kiểu xác chết thối rữa nhỉ. Kiểu kiểu như vậy. Bây giờ đây đây, bắn súng cho anh. Sẵn sàng xông lên nhá. Rồi. Chơi.
con tướng này nó cũng có phép hồi máu rồi. Đợi quân nó vào gần nữa. Cho mấy anh này, mấy anh này vào gần phát là nổ xác. Nó xác thối giữa. Ủa. Ui ơi. Sao nhìn trông đẹp trai vãi này. Ui, có cả giòi bọ Wirebo xung quanh nữa. Kinh quá. Nó không đánh à? Mình phải đánh nó trước à? Quá đội hình lại phát. Tiến lên. Rồi. Đi như cái thằng thiểu năng này. Cái mặt này giống mặt của cái thằng Tron trong mà anh em hay dùng trên Facebook thế nhỉ. Nếu mình không nhầm thì hai thằng bắn súng này của mình tập bắn xa bọn cung của nó một chút xíu. Mấy thằng này thì ngắn nhưng mà mấy thằng này thì bắn dài hơn đúng không? Rút lại một chút xíu. Chưa bắn được à? Tí nữa đi. Lên đây đi. Chơi chắc cờ thế. Bọn nó chơi chắc cờ quá. Đừng có chết trước khi tiếp cận chúng nó chứ. Lổ đã, nào xông vào, lổ. Lổ. Úi dồi. Úi dồi, phát lổ chết mỗi thằng cơ số rồi. Lên đây, lên đây, lên đây, chắn ngay chúng nó lại, không cho chúng nó tấn công bọn kia của mình. Rồi, bọn ở giữa thì nát rồi, cho thằng tướng lên nữa là được. Ăn. Tướng lên. Bắn tướng của nó. À, hóa ra thằng ma cà rồng nó bắn súng. Ô, mấy anh zombie của mình khỏe phết nhở.
tiến dần lên đây, sát cho nó luôn. Bọn họ phải tinh thần chiến đấu thấp tì. Ăn đúng cái này mới chịu được. Bọn bắn súng này bắn tởm hết đấy. Hạ chết cho nó đi chứ. Giời ơi, tướng của nó kìa. Được mà nhỉ, tướng của mình đánh cũng chất mà. Không vào đâu, hắn lo đạn luôn. Vào đây. À, chạy à. Mày chạy à. Mấy ông bắn súng mới bắn gớm nhỉ. Mấy thanh niên nổ xác xông lên cảm tử vui phết. Nhưng mà cũng chả ăn thua mấy. Tốn lắm, bởi vì mỗi một trận là mình lại phải mua một lần. Như vậy thì rất là tốn kém. Hồi máu. Hồi máu chả cần tiền vì đang đứt trên đất của mình. You address the greatest songstress living or dead. Nhân viên phòng thủ. Oh, you poor fool, having to deal with me. Lại đây cái thằng Noska vớ vẩn này nữa, tuyên chiến mình. Hai thằng Bretonia, à hai thằng Dark Elf nữa, định join với nhau. Master. Seen this one in my mirror. Gọi được mấy con zombie lên đấy. Cho đồng minh xung quanh nữa kìa. Admiral of the fleet. Gọi được mấy thằng sát thối giữa lên. Madam, I lost a dear friend. Thanh niên này đi phá nhà nó bên này xem phá đâu. Gọi được quân gì nữa thì gọi. Bắn súng thì chắc cái này đủ rồi. Không gọi thêm nữa. Rồi, kinh tế của mình đủ mạnh rồi. À, mấy con chuột. Các cái vùng đất này toàn của mấy con chuột. Thằng Vampire Quest nó đánh nhau với bọn Nagas, là bọn xác ướp à. Gớm ghê nhỉ, đánh nhau xác ướp. Performed to royalty, sung for the great. Đừng đánh nhau với thằng Bretonia.
đồng minh quân sự nhá. Chịu à? Làm đồng minh của anh thì anh sẽ đánh nhau Pretoria cho. À, tăng giáp này hay tăng chính xác? Tăng giáp để dạ đa mà giáp tăng tầm bắn và tốc độ nạp đạn. Rồi. Ủa, chúng ta lên hạng 2 rồi, sắp vài lượt nữa là lên hạng 1 là lại đánh nhau to rồi. Úi giời. Captain on deck. Có cái xẻng này đi đào đào kho báu đi. Cho bọn mày đi đào kho báu. À, mấy thằng orc này vòng vòng đây để ăn anh ở đây à. Radon. Thêm một cái thằng này. Thao hổ quân. Thêm con này nữa. Đây chứ nhở, phá cái này đi. Có con cua vỏ ốc rồi này. Bây giờ thêm thằng bắn súng nữa là được. Capable, nothing more. Thằng kỵ sĩ này thì thực ra bây giờ chả ai đánh được nó. Trâu kinh khủng. Mirror, mirror. Land folk are weak. Dăm ba mấy con orc này làm gì mình? Đi đào vàng đi nào em. Ôi ồ, bên dưới này, tha hồ những chỗ để mình có thể tuyển quân này. Rất nhiều xác chết ở khắp nơi. Làm nào tuyển thêm khẩu pháo Queen Bat nữa nhở? Mình chưa biết cách mà xây công trình gì để có được khẩu pháo đấy. Hình như xây ở thành này. Thành này có quá đâu. Xây ở thành này không xây được. Ở thành nó không cho xây. Rút lui chiến thuật à? À lại rút lui chiến thuật à? Biển gần đi bomber. Master. Biển mấy cái thằng này. Biển thêm một lớp hero nữa. Và mua được con cua và ốc bắn súng. Thằng nào dám đánh nhau mình này. Cái này tăng 30, tăng 40 kìa. Lên phát nữa là tăng 40 à. Hunger for blood.
Ghê, mấy con chuột này nó đang đứng quân ở đây. Ghê thật. Phía nam này bọn chuột đang ở. Cho mấy con hero đi đào kho báu. Các cái thành phía nam này toàn bọn chuột làm tắc kè các kiểu. Cái quyết đoán của con mụ béo kia bây giờ mấy con Mogul nó đã có đồ đâu. Bây giờ kiếm đâu đồ để đánh trận nhiều mới gan có đồ. Rồi hay. Team hội đồng à. Có thịt ọc để ăn rồi, trận này vui vãi. Có thịt ọc để ăn rồi. Cho tất lũ ọc này vào đây. Tiếp viện đằng sau lưng mình nhá. Căng nhỉ, quánh từ tất cả các phía. Chỗ này. Đây nữa. Rồi, cầu pháo đặt ở đây là yên tâm rồi. Để bảo vệ đằng trước là được rồi. Có hai thằng khổng lồ đứng cạnh. Cầu pháo nữa. Rồi, cái đám này bảo vệ đằng trước. Vào đây. Ây ôi. Pháo mà mấy thằng bắn súng này bắn ở phía bên này. Úi dù. Vào đây. Lại lấy cái con ọc. Chúng ta chạy hết sang bên này rồi. Ôi trời ơi. Đông vãi lúa. Bắn vào đây. Hai thằng khủng luôn rồi.
bắn vào đây. Ôi dồi ôi. Ủa béo này chưa cần thiết để dùng skill nhiều. Nó tan chua vỏ của mình nhỉ. Cần phải gọi đội Pretonia lên chưa nhỉ? Chưa. Bọn này chưa là gì? Đánh ở đây bảo tôi đây nhá. Đội hồn ma đâu? Ra đây. Vòng cũng chưa cần thiết. Ôi dồi. Thằng này đứng một mình một cân tim luôn. Béo này, ăn. Ôi nó được thằng ọc kìa. Shamble on. Pretonia. Ôi dồi ôi mấy con Goku. Không biết đâu. Giết. Hai thằng này nó đứng trên lùi nó bắn xuống. Tởm đời thật. Rồi. Ôi, cái tim này. Con cua vỏ ốc lại bị thương à? Hồi máu cho con cua vỏ ốc phát. Con cua vỏ ốc này có cái tanh cộng này. Sao lốt cái này. Bên này có con mô vun rồi. Bọn hồn ma này không bị thương luôn. Thằng kỵ sĩ này nó là anti-lắc. Nên là chuyên để chống quái to và hero và hero của đối phương. Bét của mình đấy. Vào đây đi. Hai thằng khổng lồ bắn vào đây. Hai thằng khổng lồ này lên đây. Ai bảo chúng mày mò xuống đấy đâu. Cánh bên này bọn Mô Vun vẫn ăn được. Bộ béo rồi. Ra đây. Cái bên này cho nó bắn sập khẩu pháo của mình rồi. Bọn này chỉ thấy cái đông như làm gì. Ôi ôi mấy con ma này không chết luôn. Nó khá sắp cơ vật lý rồi, gần như tuyệt đối này. Sao mà chết được. Con này yểm trợ bên này đi. Cái bên này. Mấy con ọc này gọi đánh nhau với một vàng. Gần như không chết mất máu, sợ đi. Cua nó to nhưng mà chịu đòn nhưng bằng bọn ọc này nó chỉ có sát thương vật lý mà sát thương vật lý thì ăn làm sao được hồn ma. Ôi dồi. Đánh
này còn đông phết. À, cái mấy con mô vu này hình như nó có skill hồi máu, nó vừa đánh vừa hồi máu. Rồi gọi mấy anh Pretonia lên được rồi. Chà, hồi tiếp cho khẩu pháo khác. Nó bắn sập khẩu pháo mình được, cũng giỏi nhỉ. Hai thằng này bắn vào đây. Ý, đúng rồi. Lợi thế trận này là mình có cái điểm đồi để phòng thủ. Chứ không lúc quân nó đông như này là mình hơi khó ăn. Pretonia, chạy đi. Suffer off. Béo là xông lên. Nó nát hết rồi. Bên này thì đám có bọn rồng này nó chưa đánh trận à. Nó quay lại này anh em. Cử. Rồi. Này tiến lên, hồi máu cho mấy con cua vào ốc. Mấy con Mogu này thì không sợ. Mogu này bản thân nó cũng có thể hồi máu. Ui ôi. Chị Pretonia. Hai thanh niên này. Ok, quân tiếp viện nó vẫn vào này. May quá vẫn còn anh cua vào ốc đây. Úi dồi ôi. Lồ bắn súng thì lớn thật. Quân nó còn đâu nữa mà đông thế rồi. Mãi chưa hết à. Nó 4 đội tiếp viện không phải nhỉ. Đâu nữa. Tập trung vào đây đi em ơi. Chạy tản nát quá. Chả biết quân nó đâu nữa. Hết rồi chứ nhở. Rồi bụi béo về đây nữa. Ở đây. Mấy con rồng. Con kỵ sĩ Pretonia chạy xa thế. Tướng của nó này. Con này thì nó là kỵ binh, kệ nó, cho nó lùa. À, quân tiếp viện tiếp tục vào từ đây à. Đây 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 đây. Ăn ngay chết 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 mấy con rồng không? Chạy lên đây. Đang chết mất khẩu kim bét của mình.
Nó vẫn đang tiếp viện từ đằng sau này vào tiếp này. Đúng vãi xoài. Thôi về đi anh em. Vun đây rồi. Đồng quá. Chết mất cậu phá minh mất nhanh. Chạy đi, pháo chạy đi. Pháo chạy lại. Ui dồi ôi, quân nó đông quá. Sao kỹ sĩ Cretonia đó. Vào đây rồi. Thằng này một mình nó có thể đi cất cả team này. Kết thúc trận chiến rồi các bạn. Ui, nó bắn ngay tại chỗ luôn này. Thằng này nó cũng cận chiến được à? Cận chiến khủng nó khác đấy nhỉ? Chạy đấy á. Mấy thằng bắn súng này gớm quá. Heroic victory. What? Mấy con cua vỏ ốc cũng giết được nhiều mà. Cua vỏ ốc nó giết cũng nhiều ấy chứ. Queen Bat. Cua vỏ ốc giết được 300 bao nhiêu thằng cơ mà. Mà nó đánh sau đấy chứ. Như vậy là chứng tỏ cua vỏ ốc thì đam nó sẽ to hơn. Nhưng mà nó chịu đòn không bằng mấy con Mogul. Mấy con hồn ma thì thôi rồi. Chém tuyệt vời luôn. Trận đỉnh này. Ui ôi, nó bao nhiêu quân kìa. 6.000 quân.
đeo cái đồ à, thằng kỵ sĩ Peritonia kia nó gần như là bất tử ấy. Úi dồi ôi, cộng 10% hồi quân, 1.500 tiền thì không quan trọng lắm, chọn hồi quân. Hồi quân thì mình đang đứng trên đất của nó. Mày dám láo với anh à? You address the greatest songstress, living or dead. Các bạn roi qua cái thằng này à? Ờ, chúng mày thích đánh nhau, cho chúng mày đánh nhau. Mấy cái thằng em phải... Hai em... À, được cái gậy. Nghiên cứu xong công nghệ. Cộng 5 cái tuyển hero. Tiếp tục đi đào mỏ cho anh. Có Queen Bet chưa? Chưa có Queen Bet à? Tuyển được Queen Bet nữa thì tốt. Wow, hầu hết đều lên cấp. Cái này thăng đam này, cho các đồng minh trong bán kính 40m. Deep War Malta Queen Mogul và Hồn Ma. Cái này dành cho cua vỏ ốc, kháng phép thuật cho cua vỏ ốc, tăng phòng thủ vật lý cho Mogul và tốc độ di chuyển. Hồn Ma và Mogul. Hoặc cái này và cái này. Cái này sẽ tăng... Mụ béo này gớm quá. Romfels favors this one. Kháng tên này. Thằng này thì nói chung thì học vào búp cho nó chẳng cần phải đánh nhau nhiều. Cái dòng này thì chủ yếu hỗ trợ đánh nhau, chắc không cần. Trừ... Ừ, nó cũng tăng trừ các kiểu cho con đà điểu của lính đối phương chứ nhỉ. Mỗi thứ một tí... Romfels favors this one. Đỡ đòn à? Tỷ lệ đỡ đòn 5%. Đỡ đòn tiếp à? Chín từ bảy. Giết từng thằng một. Lần đi try khử từng thằng một rồi. Ôi, chọn auto để đánh vớ vẩn quá nhỉ. Được một cái áo giáp. You will listen. Đánh auto để vớ vẩn thật. Có mấy thằng quân củi chả nhẽ với cái gì mình phải đánh. Rồi. Thằng này chạy à? Gần chết cái thằng bắn súng của mình chứ. Vãi thật. Not a star like moi. A good understudy. Thôi hai này tí dẹo, chả hiểu đánh kiểu gì luôn.
Rumpel's favors this one. Con này nhỉ. Quả này không đánh tay áo tù, đánh áo tù chết quân hết luôn. Witness my greatness. Rồi. Thắm trại phát. Có thể xây tiếp vào công trình nữa. Xây cái gì nhỉ? Cái này chỉ tuyển mỗi được cái thằng bắn súng này, có biết gì đâu mà mình không thích dùng cái thằng bắn súng này lắm. Cái này tăng gì? Leadership và tăng public order cho province và 10% hồi máu. Phòng thủ à? Và tăng dam cho queen. Best Mortar vào Queen Bed, thăng đam. Huyền. Tăng di chuyển trên map. Tăng Will Magic. Tăng kinh nghiệm mỗi lượt. Quân thì mình không cần thêm quân gì nữa rồi. Này à, tuyển được cái con này à, chắc mình không dùng chứ nhỉ. 12 con đã có con này rồi thì cái này đi, cứ từ từ rồi có thể mình xây hết. Admiral of the fleet, send them down. Có mấy con off à? Ăn được. I have sailed the world. Darkness comes. Chẳng tuyển được cái gì. Con mụ béo này tuyển được cái gì không? Chẳng có cái quân gì ra hồi nào đây. On and ready. Đi đào kho báu xem nào. Faction bị hủy diệt à? Ơ ngon. Một thằng 2F bị diệt rồi. Mình sắp lên cái mức thứ nhất rồi mà sắp lại có thêm một thằng nữa đã đến nhà mình nó hỏi thăm rồi. Cứ đánh loanh quanh ở nhà một chút đã để hoàn thành cái đấy đã. Sau đó mới đi đâu đi được. Infamy của mình khá cao. Mười nghìn rồi, sắp lên mức cuối à? Mức béo rồi. Leadership. Thằng này là thằng Gilad Tham. Misty Gallagher. Cái đồ này thì lại không đeo cho thằng này. Thằng này thì có thể đeo gậy phép thuật này. Đeo cái này vào kháng phép đến tận 44%.
đeo đồ gì nữa, không có đồ để đeo. Sát thương tầm xa, không có rồi. In my mirror. Of course. I need more drought. Đánh nhau tu mình tin là chết hai thằng khổng lồ mình. And now witness perfection. Rồi. Đây đây đã. Sao là thanh niên này tới không? The crew are restless. Rajon. Họ đang con gì thế nào? Galleon awaits. Họ đang trong bắn xa này. Land folk are weak. À. Ôi sao con này yếu như cái sên. Admiral of the fleet. Bỏ thằng này đi. Cho thằng kia bắn xa hơn. For eternity. Tao quân. May hả bừng. Get off kid. Cấp mấy nhỉ? Cấp 5 thì bắt đầu mới có thể đặt vào đây à? À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ với bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.